tí cho mọi người vào nhé. Music. Hello, hình như internet bị đứt. Internet bị đứt rồi. Sorry, we're having trouble. Alright, mạng anh chắc đang đứt, anh connect lại nha. Hello Khoa, hello Tùng Hổ Báo. Con này với con Space và Noah thì sao? Anh nghe mọi người nói là con Noah nhìn thì đẹp chứ còn đánh thì dở lắm. Space thì rất ngon. Anh có con Space R1 đánh khá là êm, khá là đầm. Nên con này đánh hay hay không là anh chưa biết. Hello Khoa. Hello Khoa. Ta hệ District 7. Hy vọng là vậy. Alright. Khoa bảo là cảm giác Space ngon hơn Kanoi và Noah. Hy vọng là vậy. Nhã bảo hello anh trai có hộp staff làm em xỉu up xỉu down. Rồi. Cái hộp đó dễ mua lắm á Nhã. Ra Daiso mua cái hộp 40.000 xong liên hệ với mấy bạn ship từ bên Lữ Cẩm Vinh hay Tân Huy gì đó ship về ngon lành nguyên một đống staff thôi. Not a big problem. Ok, bắt đầu nhá. Đây là hộp của Kanoi Casio. Rồi, Gen 2. Casio. Rồi. Màu Casio là ở trên màu trắng, ở dưới là màu màu xám. So, màu 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 navy chứ. Rồi, anh không biết cái hộp này là đựng gì nữa. Thôi mình tháo hộp 66 tí nha. 66 trước nha. Để xem cái hộp này đựng cái gì trong đây đây. Canoe là có khá là nhiều đồ ở đây nè. Đầu tiên cái này là light bar, à cái chốt chặn đèn, hai cái chân, hai cái này là hai cái feet trượt chắc. Acer 12 F plate, cũng không biết F plate là cái gì luôn. À, một số con ốc, ốc nhìn khá là đẹp, không phải là đồ chợ dân sinh. Ở đây là hai cái ốc gì nữa đây, chắc là positioning pin hay sao đây. À đây là cái nắp ở dưới dưới đít. Alright, để xem cái này là cái gì.
chữ tạ. Bóng lưỡng luôn mọi người. Thấy bóng không? Mai mốt mà example là sẽ phải dùng găng tay nha. Tạ đít. Đây, sợi gương tạ đít. Mọi người thấy anh ở trong gương không? Hello. Đây là cái camera của anh này. Bóng nha. Đẹp. Cái chữ percent khắc cái logo nó khắc khá là đẹp. Rất là mịn. Right, so. Right. Ủa cái gì nữa đây? Thêm cái tạ nữa hả? Không phải hai cái tạ. Right. Cái tạ này nằm đâu ra? Để xem cái ảnh đó. Cái tạ làm đâu ta. Alright. Không lẽ em mua hai cái tạ mà không biết. Alright. So Tùng bảo bạn này hai tạ ha. Ok. À đây là cái hướng dẫn này. Hướng dẫn sử dụng. Ok, tuần sau, maybe mai hoặc là mốt gì đó anh sẽ stream build cái này. Nên cái hướng dẫn này chưa cần. Để xem dưới đây có cái gì nữa không. Còn thêm đồ nữa. Đây là cái feed nè. Mấy cái feed đúng không? Mấy cái feed. Alright. Và đây là... Wow, cái này là... Có vẻ như là... miếng lót để giảm âm à, miếng lót tiêu âm. Mạch đây, mạch Canoi version 1 rất là nổi tiếng vì hay hỏng. Hy vọng là version này sẽ đẹp hơn. Bạn anh là bọn hot swap ha. Sẽ thú vị đây, cầm vòng vòng cứ thấy thích switch nào là thay switch đấy. Bạn này hot swap. Alright. Okay, đây là accessory. Cắt lại. Nhiều đồ thật. Công nhận cái tạ bóng, gương bóng này đẹp. Chắc là khi mà anh sẽ build cái tạ gương bóng này, nhìn nó thấy có cảm giác nó hơi giống con Kiko number 2 stainless steel. Được thôi. Alright. Đây là hộp PCB. Và một số thứ. Ok. Trần Đức Nhã bảo hot swap thì bây giờ luôn đi anh. Anh chưa có start, anh chưa có loop, chưa có mod. Xong rồi build lên rồi nó lạch tạch. Chán lắm. Đánh xong rồi mấy bạn kêu, trời ông Long build lởm. Để start mod cho nó đàng hoàng tí. Xong rồi build nó phê. Với lại hôm nay 9 giờ mấy rồi, muộn, mai còn phải làm sớm nữa. Nhà mà có con nít nó thế em, 9 giờ là bắt đầu là cảm giác là muộn rồi. Alright, đây là em nó đây. Ok. Wow, cái hộp này là bằng nhung nha. Mọi người thấy cái viền màu đen sau lưng xung quanh đây không? Đây là nhung nha. Nhìn khá là đẹp. Hộp này khá. Công nhận Canoi bản này có 300 mấy chục đô mà nhìn mướt phết. Alright. Quy hàng nha. Wow. Alright.
Gen 2 Casio. Ở trên là màu trắng, ở dưới là màu xanh dương đậm. Right. Và cái plate này là plate nhôm khá là dày. Anh nghĩ khi mà lắp cái này là anh phải đeo găng tay, mà găng tay đấm box á. Nhấn mới nổi. Ở trên Discord của bọn này nó bảo là mỗi lần lắp xong cái switch này không là cái tay nó sưng lên, tay nó sưng hết do cái play này. Mọi người thấy cái play này nó rất là dày nha, cực kỳ dày luôn, chắc phải từ 3 đến 5 mm mỗi lần nhấn rất là khó. Rồi, bóc tem luôn nha. Ở trên là có vẻ như là anode đúng không? Anode hay là e-coated, ở trên là e-coated, cerakoted, khá là mịn. Và ở dưới để anh bật chế độ high res nha, để cho mọi người xem. Cổng USB đây. Ở trên cái plate này nè, nó có mấy cái sọc. Khá là mịn, bề ngoài làm khá là mịn, QC có vẻ tốt. Ở phía sau màu xanh cũng rất là đều. Wow, chất lượng anode của này đều phết đấy. Cái này anh em nào mà có con đất so sánh chắc là không bằng đâu. Trong khi đất giá gấp đôi mà Hà Nội, mọi người thấy không, mịn không? Ba nốt này. Trắng, đỏ, xanh này. Alright, so yeah, there you go. Canoe Casio. Ok, hẹn mọi người hôm khác livestream build con này nha, sau khi đã có staff. Bye bye.